sẽ là tất cả những gì gia đình Huy Khánh được trải nghiệm khi book gói tham quan nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Blossom Resort. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng và thổi bay mệt mỏi. Sao, các với mẹ đã chuẩn bị một kỳ nghỉ siêu sướng chưa? Chào thành phố Đà Nẵng, nguyên gia đình Huy Khánh đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng rồi. Bây giờ chỉ còn lên xe để đi về resort nữa thôi. Wow, xe quá đẹp luôn đó ha. Anh ơi, dạ. Em hỏi từ sân bay về tới resort mình là bao nhiêu xa? Dạ tầm 1 cây số anh. Cây số, xe chạy được bao nhiêu phút anh? Dạ tầm 5 phút rồi đó sao? À, gần như. Xin chào. Anh có làm cho em xin địa chỉ email và chữ ký xác nhận ở đây ạ? À. Dạ. Đó, mọi người thấy chưa, cái thủ tục là check in nhận phòng rất là nhanh, chỉ cần ghi địa chỉ email, ký tên cái là xong. Vô nè. Wow. 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 Mát nữa. Trời ơi, chu đáo quá. Nói chung là thích rồi đó, lần đầu tới đây là thích rồi đó. Đây là bãi và điều khiển phòng steam room của anh chị. Và anh chị bật nút ngủ ở đây ạ. Nhìn vô cái này mọi người biết đây là phòng gì rồi đúng không? À, với cái dàn nút hiện đại nè, rửa nè, đó, em bé nè. Mọi người biết đây là cái gì không? Đây là cà phê đó mọi người ơi. Rất nóng, rất thơm, rất ngon, rất thích và rất sảng khoái, nói chung là rất hài lòng. Được làm theo phong cách Nhật, thiết kế theo kiểu của Nhật luôn. Và tất cả đồ nội thất trong đây cũng là đồ của Nhật, cho nên mọi thứ rất là đẹp. Khi mình rửa tay mình vô đây, mình cũng được đẹp theo luôn các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi tham quan tiếp. À, biết ở đây là đâu không Cát? Đây kêu là tắm onsen. Nguyên gia đình mình sẽ vô đây tắm. Nhưng mà Cát với mẹ tắm một bên nữ nha, ba tắm bên nam nha. Ủa sao vậy? Tại vì cái này là tắm tiên. Tội nghiệp Cát lắm, nãy thắc mắc hỏi tại sao không tắm chung. Mình nói là tắm tiên, hỏi tắm tiên là cái gì? Tắm tiên tức là mình tắm sẽ không có mặc đồ. Để nói cho nghe nè, mình ngâm ở đây 15 phút thôi, xong rồi mình qua nước lạnh 19 độ, mình ngâm thêm 15 phút nữa. À, đi qua ngâm lạnh đi. Ok, chuẩn bị tâm lý nha. Đang nóng chờ mình qua mình ngâm lạnh. Cậu vô lạnh cái lỗ chân lông mình khít lại, cho nên gió độc với những cái chất độc nó không ngắm lại thể mình lại được. Lạnh quá, bây giờ mình qua cái liệu trình thứ ba đó là sauna nha mọi người. Sau khi sauna xong bây giờ mình tắm lại sạch sẽ để mình đi massage ngon. Hai vợ chồng đang ngồi trong phòng massage rất là đặc biệt, rất là lãng mạn. Đây là một cái gói two love dành cho hai người nha. Thấy sao rượu mánh thì có rượu nè anh, có mánh luôn đó. Cheers. Liệu trình onsen thật là tuyệt vời. Giống như là mình đang được nạp đầy năng lượng. Cơ thể thì nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng lâng lâng. Còn cảm giác bây giờ thì quá đã luôn. Dạ, bên em có thể chuẩn bị tiệc BBQ với giá 200.000 đồng một khách. Anh có muốn trải nghiệm không ạ? Đây là BBQ mà hồi nãy Lễ Tân đã tư vấn cho Huy Khánh để làm cho Cát ăn. Bởi vì hồi nãy Cát nói Cát đói bụng quá.
không? Theo một cái phong cách rất là người Nhật tỉ mỉ, những cái món ăn rất là dễ thương, xinh xắn, đáng yêu. Bây giờ mình sẽ chọn cái món riêng cho mình thôi. Đồ ăn phong phú, vị rất ngon. Cái với mẹ có muốn ăn thêm món gì không? Dạ không, mẹ ngủ rồi. Ngon lắm không? Dạ nè. Đâu rồi cái bụng coi. Căng phòng luôn nè. Giờ con muốn đi đâu nè? Dạ, con muốn đi tìm chỗ nào chơi cho vui á. Con muốn chơi cái gì? Ở trong này còn gì chơi nữa đâu. Trong này có gì cho các chơi không? Có một cái món đồ chơi lộn, có một cái môn chơi mà các rất là thích. À, hôm qua ba chỉ con cái mà khít khô nè với lại làm gốm á, ba dẫn đi đi. Vừa qua đó ha. Ok đi. À, tới khu làm gốm rồi, thích chưa? Wow, sân cỏ quá đẹp luôn. Thật sự mà nói thì Huy Khánh không có biết chơi môn này và chưa bao giờ thử môn này hết. Cái môn chính của Huy Khánh là môn bóng đá, nhưng mà ngày hôm nay khi mà đã tới Đà Nẵng trong cái gói dịch vụ có một cái ngày trải nghiệm đánh golf thì Huy Khánh muốn trải nghiệm thử một gậy coi nó như thế nào. Ủa Cát, con đã ăn cái gì vậy? Dạ, con ăn bánh. Cái này là cái phần điểm tâm mà lúc hồi sáng mình đi chơi golf á, là resort đã chuẩn bị. Tức là khi mà đi đánh golf là resort đã chuẩn bị những cái phần điểm tâm sáng như vậy cho mình. Quá đã luôn. Và bây giờ mọi người biết không, trong cái gói khi mà mình ở resort Blossom á, thì nó sẽ có một cái gói là đi Bà Nà Hill và Hội An. Nhưng mà gia đình Huy Khánh đã đi Bà Nà Hill rồi, cho nên quyết định ngày hôm nay sẽ đi Hội An. Cát, con muốn đi tới Hội An không? Đây, ba sẽ dắt các tới Hội An và sẽ dắt các tới cái cầu nằm ở trên tờ tiền này. Xin chào, bây giờ gia đình Huy Khánh đã có mặt tại chùa cầu Hội An. Đây là một cái cầu rất là nổi tiếng và đang rất là cổ tại phố cổ Hội An. Gì con? Hỏi cho quá hai mình về bà. Đi hết nổi rồi hả? Ok, bây giờ mình về massage nha. À, rồi nằm đây nghỉ ngơi thư giãn nha.
không? Mà sao mặt anh ghê vậy? Ghê là sao? Dính gì ghê nữa? Dính mặt anh gian lắm luôn á. Gian hả? Mẹ! Mẹ! Ngon bộ vậy á hả? Sao hả rồi? Nãy giờ ngủ ngon không? Bắt xa là ngủ đã quá ha. Hồi nãy ba có đặt ăn cho các đúng không? Hồi nãy ba có đặt mì ý với lại súp bí đỏ cho con á. Con không muốn ăn súp bí đỏ với mì ý, không muốn ăn phở. Trời, con giờ này cậu đâu ra phở? Hey, có, bộ quên rồi hả? Một phiếu một phòng cho ba người cho một ngày không giới hạn số tô phở khuya. Alo, lại tên hả em? Cho anh hỏi sáng nay mình có dịch vụ gì không em? Nhà bên em bây giờ là hồ bơi và phòng gym đã mở cửa rồi ạ. Phòng gym với các dụng cụ đầy đủ cho tập luyện ạ. Rồi, anh cảm ơn, chút nữa gặp ở hồ bơi ha. Cảm ơn. Dậy. Không dậy đi bơi phải không? Bà có cách nè. Dậy nha. Chú bị nè. Không dậy bơi 1, 2, 3. Quên đem kem chống nắng rồi các ơi, đừng có bơi ra nắng con. Khỏi lo em ơi, ở đây có nguyên cái siêu thị luôn nè, tha hồ mà lựa, muốn mua gì cũng có hết á. Tiện quá vậy. Ừ. Lấy cho chị cái kem chống nắng Bio Ready em ơi. Trong đây có hết luôn á con. Mẹ mua tiện quá ha. Đó. Để mình trả phòng, mình check out đó. Rồi, chúng ngồi đi. Thì mình trả phòng, mình đi về làm việc rồi. Muốn về sớm hả? Nè, giờ nghe ba nói nè. Con muốn chơi nữa hả? Nếu mà con muốn chơi nữa thì mai mốt ba sẽ quay lại đây, ba book phòng cho con chơi tiếp ha. Rồi, anh cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Chỉ 3 ngày 2 đêm tại resort nhỏ nhỏ xinh xinh mà cái gì cũng có, rất đã, rất sướng. Nếu có thời gian, gia đình Huy Khánh sẽ tiếp tục quay lại đây để trải nghiệm ở Lotsam Resort Đà Nẵng.